Điển hình như các căn hộ tại dự án Rise City Linh Đàm Hoàng Mai, dù đã được đưa vào sử dụng hơn 7 năm nhưng giá vẫn lên tới 50 triệu đồng trên 1 m². Còn đối với tòa 987 Tam Trinh Hoàng Mai, một số căn hộ đang được giao bán với mức giá lên tới 54 triệu đồng 1 m². Tương tự, không ít căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Ecohome 3 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm cũng được giao bán hơn 53 triệu đồng trên 1 m². Việc nhà ở xã hội tăng giá cao phi lý như hiện nay khiến cho rất nhiều người không thể sở hữu nhà. Do vậy, vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết là đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ này càng sớm càng tốt.